Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình Java định bút định data GPI và thi minute cơ bản. Thì buổi nay là buổi 4. Buổi 4 thì tôi sẽ điều cho các bạn là cài đặt cái Apache Maven để chúng ta có cái môi trường để chúng ta làm việc. Thì Maven là một cái công cụ giúp chúng ta quản lý mấy cái dependency, mấy cái thư viện của thằng Java. Thì tôi sẽ điều cho các bạn cài đặt như sau. Thì tôi sẽ đi vô Google này và tôi sẽ search Maven Outlook. Đó thì các bạn sẽ đi vô cái trang đầu tiên này. Đó thì các bạn đến cái mục file này này thì các bạn sẽ download về trên quy đầu thì các bạn download cái file Apache Maven version 3.86 / bin.zip vậy. Còn nếu mà các bạn xài như Linux thì các bạn download cái file Apache Maven và có cái .tar.gs này này. Đó của tôi thì tôi trên quy đầu tôi sẽ download cái file bin.zip này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi vô cái folder mà nó download về này. Rồi bây giờ tôi sẽ giải nén cái file .bin này ra. Tôi sẽ extract here này. Rồi tiếp theo tôi sẽ di chuyển cái folder này vô cái ổ C này để ở cái đây. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt cái môi trường cho thằng Apache Maven. Thì trước khi mà cài đặt môi trường thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra xem là Maven đã được cài đặt trên máy của tôi hay chưa. Xong thì tôi sẽ có cái lệnh là mvn trừ version. Thì nó báo là npm is not required như vậy, tức là Maven chưa được cài đặt trên máy của tôi. Bây giờ tôi sẽ đi cài đặt biến môi trường cho nó như sau. Thì đầu tiên thì tôi sẽ copy cái đường dẫn này này. Rồi tiếp theo tôi sẽ tạo ra, tôi sẽ vô dpc này, tôi nick vô dpc rồi tôi nick cho property này. Rồi tiếp theo tôi nick vô advanced system này. Rồi environment variable này. Rồi tiếp theo ở cái ở đây thì nó có hai cái tùy chọn để cho các bạn cài đặt biến môi trường, một là cái tùy chọn cho cái user. Đó. Ví dụ như là ở đây thì khi các bạn cài đặt trong một cái user nào đó thì chỉ có user đó được sử dụng thôi. Còn nếu mà các bạn chọn cái gì chọn là system variable thì tất cả các user sẽ xài được. Đó, ví dụ tôi sẽ cài ở đây. Tôi sẽ new này. Thì tôi sẽ có một cái biến là Maven home. Rồi theo thì cái value thì tôi sẽ cho là OC rồi Apache Maven như vậy. Rồi theo tôi copy cái tên biến này. Rồi tôi đi gọi OK này. Rồi theo tôi sẽ đi cập nhật lại cái biến path này. Tôi sẽ chọn vô cái biến path và chọn vô edit này. Rồi tiếp theo tôi sẽ new này. Thì tôi sẽ có cái phần trăm này. Rồi tiếp theo là tôi sẽ xuyệt vô cái folder bin. Xuyệt vô bin tức là cái folder bin này. Đó thì để xài mấy cái môi trường của thằng Maven ở trong này. Đó. Rồi tôi sẽ mua cái biến môi trường này lên trên này. Đó, ví dụ tôi mua nó lên trên như vậy. Tôi tính vô OK này. OK này. OK này. Rồi tiếp theo tôi sẽ mở lại cái Windows PowerShell và tôi sẽ gõ lại cái lệnh là mvm trừ version. Đó thì bây giờ nó đã báo là Apache Maven 3.86 đã được cài đặt như vậy. Đó như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn download và cài đặt Maven ở trên hệ điều hành Windows 10. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.